Và xin chào mừng tất cả quý khán giả, chúng ta cùng có mặt tại sân bóng đá Bình Minh tại quận Bình Thạnh để cùng theo dõi trận đấu chung kết của bộ môn bóng đá nam thuộc khuôn khổ hội thao cán bộ giảng viên nhân viên HUTECH năm 2024. Và trận đấu chung kết của hội thao cán bộ giảng viên nhân viên HUTECH năm 2024 ở bộ môn bóng đá nam sẽ là cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Liên Quân. Được chuyển ngang. Khoảng trống, dứt điểm. Không vào, bóng vừa rồi đã đập cột dọc. Quá đáng tiếc dành cho thời cơ vừa rồi của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Liên Quân phòng quản trị. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha quay chậm. Đánh đầu, bóng đã đập cột dọc. Vẫn còn một tình huống giữ đi rất nguy hiểm. Cơ hội dứt điểm ngay. Bóng vẫn chưa đi vào lưới. Dứt điểm, không vào. Đường truyền khá ý đồ, dứt điểm ngay, không vào. May mắn đã đứng về phía các cầu thủ áo đỏ trong tình huống vừa rồi. Suýt chút nữa bóng đã đi vào lưới. Một pha bóng khiến cho tất cả các khán giả phải bất ngờ. Một đường truyền quá hay. Mặc dù vậy thì vừa rồi bóng đã đi cắt ngang mặt khung thành của thủ môn đối phương. Đường chuyền ngang. Cơ hội không được rồi, pha đẩy bóng quá dài. Một pha đẩy bóng hơi xa tầm chân của cầu thủ áo số 98, vị trí của Trần Đăng Lộc Phú. Dứt điểm, không vào. Trọng tài xác định sẽ là một quả đá biên dành cho các cầu thủ bên phía đội áo đỏ. Đường chuyền vẫn còn, dứt điểm vào. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Liên Quân phòng quản trị. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số trận đấu chung kết. Cú đánh đầu trước đó là không thành công, nhưng sau nỗ lực một nhịp nữa thì cầu thủ áo số 7 đã dứt điểm chuẩn xác để mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Liên Quân phòng quản trị. Như ý, pha đưa bóng về vị trí cột 2 chưa thành công. Bóng vẫn còn. Tiếp tục là Như Ý. Dứt điểm chừng vào. Chúng ta sẽ cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Như vậy trọng tài đã xua tay. Trọng tài xác định bóng đã đập cột dọc và đi ra ngoài. Chưa có bàn thắng dành cho Như Ý. Tình huống bóng khá nguy hiểm nữa, nhưng lần này vẫn chưa thể có được bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam. Bóng vẫn tiếp tục, vẫn còn rất nỗ lực đưa bóng vào. Khoảng trống dành cho số 17. Vẫn còn vào. 2-0 dành cho Liên Quân phòng quản trị với pha dứt điểm chuẩn xác của Tạ Như Ý. Như Ý đã thoát xuống cùng lúc với quả bóng và một tình huống đặt lòng đưa bóng về phía góc xa, mang về bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng áo đỏ. 2-0 rồi. Rất hay. Cơ hội chân trái dứt điểm, có vào và còn và có vào. Pha bóng rất lộn xộn. Quá đáng tiếc, pha bóng rất lộn xộn nhưng không có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Liên Quân phòng viện trung tâm. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Chỉ cần một cú chạm chuẩn xác thôi thì bàn thắng đã đến, nhưng các cầu thủ cam lại dứt điểm hỏng ăn. Quá đáng tiếc. Vẫn còn cơ hội. Chỉ điểm đi, không vào. Lại có thêm một thời cơ nữa. Dứt điểm ngay, không vào. Quả dứt điểm khá tốt đến từ vị trí của Tạ Như Ý, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Rất may mắn là có sự can thiệp của cầu thủ ở bên phía đội áo cam. Cơ hội quay trở lại dành cho đội áo đỏ. Không, đó là pha dứt điểm chuẩn xác của cầu thủ bên phía đội bóng áo cam. 1-2. Như vậy là Như Ý gọi và đại thắng đã trả lời.
Hai cầu thủ đang cạnh tranh gắt gao cho danh hiệu vua phá lưới. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Cơ hội đã được nhen nhóm dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo cam sau cú dứt điểm rất căng vừa rồi của Trần Đại Thắng. Khoảng thời gian phía trước về cơ bản vẫn còn đủ dành cho các cầu thủ áo cam. Rất hay. Phản công dành cho Liên Quân phòng viện trung tâm. Khớp vào. Không được, vẫn không. Như vậy là bóng đã đi vào lưới rồi. Hai đều. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và trận đấu chung kết đang diễn ra một cách quá hay. Một pha đánh đầu rất bất ngờ. Một pha cắt bóng khiến cho các cổ động viên phải giật mình. Được chuyển ngang. Cơ hội không vào. Tình huống cắt bóng vừa rồi là của Tạ Như Ý. Vẫn là Tạ Như Ý. Rất khéo. Cơ hội tiếp theo dành cho đội bóng áo cam. Đường chuyền. Chuyền điểm ngay. Bóng đã đi ra phía ngoài mép lưới rồi. Đây là vị trí của Tạ Như Ý. Tạ Như Ý đường chuyền. Dứt điểm đi, không vào. Pha phối hợp tốt. Cú dứt điểm từ xa, vào. Ba hai dành cho đội bóng Liên Quân phòng viện trung tâm, rất bất ngờ. Tưởng chừng là một pha bóng không có gì nguy hiểm nhưng nó đã mang về bàn thắng thứ ba dành cho đội bóng áo cam. Một tình huống bắt bóng chưa thật sự là chuẩn xác của thủ thành Văn Tài. Cú dứt điểm từ xa. Bàn thắng thứ tư dành cho Liên Quân phòng viện trung tâm. Đây rất có thể sẽ là dấu chấm hết dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Và cướp bóng thành công của Trần Đại Thắng. Tỷ số chung cuộc ở trận đấu chung kết là 4-2 thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng Liên Quân phòng viện trung tâm. Xin chúc mừng các cầu thủ cam và quá đáng tiếc dành cho đội bóng Liên Quân phòng Quảng Trị.